Chào mọi người, mình là Thủy Lê, huấn luyện viên cuộc sống của Học viện Proctor Gallagher. Hôm nay mình bắt đầu livestream với một chủ đề mới là chuỗi những câu chuyện đầy cảm hứng. Và ngày hôm nay chúng ta nói về Alan Robert. Khi mà cái ý tưởng này xuất hiện thì mình thực sự là hào hứng. Và cái mà mình nhắm tới là mình sẽ chọn lựa những nhân vật hiện tại vẫn còn sống để chia sẻ người thật, việc thật với chúng ta. Và Alan Robert là cái tên đầu tiên mình nghĩ tới bởi vì câu chuyện của ông rất ấn tượng. Alan Robert sinh năm 1962 và là một nhà leo núi người Pháp. Điều đặc biệt của Alan Robert là ông không sử dụng các công cụ leo núi rườm rà khi leo lên các tòa nhà cao. Cái dụng cụ duy nhất ông dùng đó chính là đôi giày và leo bằng đôi tay trần. Nếu như các bạn đọc trên website, bạn sẽ thấy là thành tích của Alan Robert rất là khủng. Ông leo rất nhiều tòa nhà cao tầng từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ đều có mặt ông. Nếu như châu Á chúng ta có những tòa nhà như là tháp đôi của Kuala Lumpur hay là tòa nhà 101 của Taipei thì Alan Robert đã từng chinh phục. Và ngay cả tòa nhà cao nhất thế giới bây giờ ở Dubai thì Alan Robert cũng đã đặt tên tuổi của mình ở đó. Và các bạn sẽ thấy rằng có nhiều câu chuyện thú vị xung quanh Alan Robert. Ông đã rất nhiều lần bị bắt vì cái tội là lén lút leo tòa nhà. Nhưng mà sau khi bị bắt thì ông luôn luôn được tha bởi vì những cái việc ông làm truyền cảm hứng cho người ta ghê lắm. Và khi tìm hiểu Alan Robert thì mình rất thú vị với hai thông tin quan trọng. Và nếu như các bạn hiểu và ứng dụng hai thông tin đó thì các bạn cũng sẽ tạo ra cho bản thân mình những trải nghiệm rất thú vị. Các bạn biết không, khi còn nhỏ Alan Robert lại là người sợ độ cao, mặc dù ông là dân leo núi chuyên nghiệp. Và bạn biết là sự việc năm 12 tuổi đã thay đổi. Lúc đó ông đi học về sớm, khoảng 3 giờ chiều. Và khi mà về đến nhà thì ông mới phát hiện ra là mình quên mang theo chìa khóa. Và ba mẹ ông thì đến 6 giờ tối mới về lận. 3 tiếng, giờ đi làm gì? Ông không có khái niệm. Và ông nhìn lên trên tòa nhà của mình, căn hộ nhà ông ở tầng 8. Thì ông thấy là cửa sổ của căn hộ nhà ông mở. Và sau đó Alan Robert nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang leo lên trên nhà của mình. Sau khi ông tưởng tượng xong, ông nói với bản thân mình là mình có thể làm được. Và thế là 15 phút sau, ông đã leo được vào nhà. Các bạn nghĩ sao, một người mà đang rất sợ độ cao, chỉ bằng một khoảnh khắc tưởng tượng mà ông ta đã lật ngược tình huống. Và nếu như các bạn đọc các tác phẩm của Napoleon Hill thì ông nói rằng trí tưởng tượng là sức mạnh tuyệt vời nhất, vi diệu nhất và phi thường nhất mà thế giới biết tới. Và Alan Robert đã sử dụng cái trí tưởng tượng đó để tạo ra điều kỳ diệu cho bản thân mình năm 12 tuổi. Thêm hai cái dữ kiện nữa rất là thú vị các bạn. Năm 19 tuổi và năm 20 tuổi, Alan Robert bị hai cái tai nạn rất nặng. Ông té từ độ cao 15 mét đổ xuống với rất nhiều chấn thương. Và lần sau bác sĩ nói rằng cậu không thể vận động trở lại, hoặc nói cách khác là không thể leo núi, và mức độ thương tật của ông tới 60%. Tuy nhiên đó là quan điểm của bác sĩ, không phải là quan điểm của Alan Robert. Và bạn biết là ông bỏ ngoài tai tất tần tật những điều bác sĩ nói và tiếp tục chạy theo đam mê của mình. Và sau đó ông biến mất hết khỏi bệnh tật mà còn tạo ra những kết quả hết sức ngoạn mục. Vậy thì cái gì chữa lành cho Alan Robert? Nếu chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta uống thuốc là thuốc chữa lành cho chúng ta, thì trường hợp của Alan Robert,
ai chữa lành cho ổng. Bác sĩ còn kêu ổng không ổn nữa. Nhưng mà ổng tự nhận thức là mình rất ổn. Và nếu chúng ta biết sử dụng trí tưởng tượng, đó cũng là một công cụ chữa lành rất vi diệu đó các bạn. Khi chúng ta còn nhỏ, trí tưởng tượng của chúng ta rất tuyệt vời, rất trong trẻo và rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cùng với thời gian khi chúng ta lớn lên thì trí tưởng tượng của chúng ta được sử dụng sai hướng. Chúng ta tưởng tượng ra những khó khăn, chúng ta tưởng tượng ra những vất vả, chúng ta tưởng tượng ra thất bại, chúng ta tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên trời vậy đó. Và chính những cái tưởng tượng đó, nó làm cho sức mạnh của chúng ta bị tàn lụi. Và nếu chúng ta biết sử dụng trí tưởng tượng của chúng ta cho sức khỏe, cho hạnh phúc, cho thành công, thì mọi cái đều xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Và Alan Roberts là một minh chứng rất sống động. Và đó là những thông tin rất thú vị khi mình đọc về Alan Roberts và mình rất ngưỡng mộ ông. Đó cũng là một cái nhân vật mà nhắc nhở chúng ta rằng bên trong chúng ta có tiềm năng rất vi diệu, tiềm năng rất phi thường. Quan trọng là ai sẵn sàng khai phá nó. Đó là câu chuyện đầu tiên trong chuỗi những câu chuyện cảm hứng của mình ngày hôm nay. Các bạn có cái nhân vật gì hay, các bạn cũng có thể đề nghị mình sẽ nghiên cứu nhân vật đó và mình sẽ thảo luận nhân vật đó với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện Alan Roberts và những chia sẻ của mình. Hẹn gặp lại ngày mai ha!